Giao Linh xin được kính chào quý khán giả thân mến. Thứ nhất nữa là chào con. Dạ. Hôm nay có được cái buổi họp mặt như thế này thì cô rất là cảm ơn con. Thứ nhất là con đã làm cho cô hãnh diện về con rất là nhiều. Con làm cái chương trình mà kết nối yêu thương này, đó là một cái điều rất là hay. Cô là ủng hộ con hết lòng. Nếu mà mình có duyên, có nợ, có may mắn thì mình đi bước tiếp. Còn không thì mình vẫn là những người bạn. Trải nghiệm. Mình có trải nghiệm là mình có những người bạn. Mà những người bạn đó là họ là hết lòng đó con. Họ chân thành lắm đó. Thành ra cô cầu chúc cho chương trình của con luôn luôn gặp một mọi sự may mắn, bình yên. Và lúc nào cũng có những cái người mà bạn đồng hành của con, hết lòng với con trên quãng đường con đang bước. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Tung Vị xin chào các cô chú và các anh chị thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình của Tung Vị Kết Nối Yêu Thương. Thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu tiên, cũng là lần đầu tiên mà Tung Vị tổ chức buổi họp mặt hội độc thân, với phương châm là để cho các anh chị, các cô chú có dịp giao lưu, gặp gỡ trực tiếp và tìm hiểu nhau trong nhóm Kết Nối Yêu Thương của Tung Vị. Thưa quý vị, giờ đây thì cũng đã đến giờ đón khách, nên là Tung Vị xin được cùng điểm những vị khách đã có mặt trong buổi trưa hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi chương trình nhé. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Để cái băng rôn lên. Dạ dạ. Thưa quý vị, quên để cái băng rôn lên. Thưa quý vị, đây là lãng hoa của Ánh Sáng đến từ Bình Dương. Ánh Sáng cũng có đôi lời gửi đến chương trình ha. Dạ, kính thưa anh Vĩ, kính thưa anh Tám và kính thưa các vị khách quý. Hôm nay thì Sáng rất là vinh dự và vui mừng khi mà được anh Vĩ tổ chức và mời họp mặt cái buổi hội độc thân của ngày hôm nay. Cũng xin là trân trọng là tặng là chương trình một là lãng hoa để mà lưu niệm, với lại là cho cái chương trình cái nấu thương với buổi hội nghị chúng ta hôm nay là vui vẻ và là thành công tốt đẹp. Dạ, tôi xin trân trọng cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Sáng rất là nhiều với lãng hoa rất là đẹp anh Sáng ha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Thưa quý vị, vậy bây giờ thì chúng ta sẽ lần lượt tiếp khách. Dạ. Cô không dẫn luôn anh sao? Dạ, khoan vậy đi, chắc là chúng ta sẽ đón bên đây. À đây đây cho nó chắc ăn ha. Đây, bởi vì ở đây là sao? Dạ dạ. Dạ. Dạ, chào chị, chào hai vị khách đầu tiên. Dạ. Dạ. Dạ, chào chị ha. Dạ, mời chị vô. Dạ. Chào anh Tám. Wow, chào cặp đôi đẹp nhất trong ngày hôm nay. Dạ, chào anh Hải và chị Dung. Dạ, thưa quý vị, rồi anh chị lên đây cho em giới thiệu một chút xíu ha. Dạ. Rồi, đây quay mặt ra phía trước em giới thiệu một chút xíu. Là thưa quý vị, đây là anh Hải và chị Dung. Thì đây là một cặp đôi gọi là khả ái, và phải nói rằng là một cặp đôi tuyệt đẹp trong chương trình của Tung Vị Kính Yêu Thương. Và thưa quý vị, trước đây thì nếu quý vị đã từng xem thì quý vị cũng đã biết chị Dung là giám đốc của công ty bất động sản ở tại thành phố Mỹ Tho, chị ha, Tiền Giang. Còn anh Hải thì quê là ở Bến Tre, thì anh chị cũng có lên chương trình và anh chị đã tìm được mảnh ghép phù hợp. Và thực sự là anh chị là một đôi đẹp trong những cặp đôi mà trong chương trình của Tung Vị. Và xin cảm ơn sự hiện diện của anh chị và mời anh chị vào trong ha. Rồi anh Dương ơi, mời khách vào trong ha. Mời anh chị. Thưa quý vị, và đây là cặp đôi tiếp theo nè. Cặp đôi tiếp theo đây là cũng một cặp đôi gọi là rất là khả ái. Chào anh chị. Dạ, mời anh chị ha. Rồi anh chị xoay ra phía trước cho nó đẹp ha. Thưa quý vị thân mến, còn đây là anh Lịch và chị Thu, cũng là một cặp đôi gọi là cực kỳ tuyệt vời trong kênh của Tung Vị. Và Tung Vị nhớ hoài là có một cái câu nói của anh Lịch là nói là anh đã không tán thì thôi, anh tán là đổ, mà đổ là đổ hạnh chứ không có đổ, dù đổ nghiêng nghiêng. Dạ, chúc mừng anh chị. Rồi cảm ơn anh chị đã dành thời gian. Rồi thưa tất cả cộng đồng mạng. Tuấn Vĩ. Hôm nay thì được cái sự mời của Tuấn Vĩ tới đây, là anh mấy chị mới là hai vợ chồng anh. Tới đây để có tổ chức một buổi họp mặt. Anh chị, rồi xin mời anh chị vô trong ha. Mời anh chị. Xin chào đón các vị khách đến từ mọi nơi. Chào em.
Dạ, rất là vui được chào đón em nha. Đã dành thời gian chào em ha. Rồi xin cảm ơn. Rồi mình vào trong ha. Dạ. Rồi xin mời. Rồi xin chào nha. Xin chào, rất vui. Dạ. Xin chào. Rồi mời em Nguyệt ha. Em Nguyệt đến từ Tiền Giang, còn em Thảo đến từ Cần Thơ. Em Thảo đến từ Cần Thơ. Rồi xin mời ha. Giờ xin mời vào trong nha. Dạ. Chào chị, chào hai chị. Dạ. Hai chị là đây hình như là chị Linh, Linh. Dạ. Chị Linh bán hải sản tôm cua đúng không? Chúc chị bán được nhiều hải sản nha, bán nhiều tôm cua, và đây là người bạn của mình ha. Dạ. Người bạn của chị ha. Dạ, vậy mời hai chị. Rồi, chào các vị khách tiếp theo nha. Dạ, chào chị. Dạ, chào chị Nga ha. Chị Nga đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, còn đây là chị Vũ. Bảy Vũ. Vũ Thị Bảy ha. Dạ. Xin mời chị ha. Dạ. Rất vui khi được chào đón các anh chị hôm nay. Dạ. Em xin lỗi để em tắt cái chuông chút xíu nha. Để chắc tắt cái chuông và mời anh Thành. Anh Thành đứng đây đi anh Thành. Cái chuông nó hay reo mà bây giờ không có nghe được. Dạ, mời anh Thành và mời anh Giang nha. Dạ. Rồi. Anh Tám có thể dẫn khách vô trong giùm em được để đứng đây nắng. Đây là anh Giang đến từ thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp thưa quý vị. Mời anh Giang vào trong ha. Dạ. Rồi mời các vị khách. Xin chào. Rồi chào em. Thưa quý vị, đây là em Thảo đến từ Cần Thơ và đây là chị Hân, bà chị thân yêu của em. Dạ, mời chị, mời em vô trong ha. Dạ, có người hướng dẫn. Dạ. Chào chị. Dạ. Rất là vui. Dạ. Dạ. Rất là cảm ơn sự hiện diện của các chị. Dạ, cảm ơn sự hiện diện của chị nha. Dạ. Rồi, dạ. Dạ. Thưa quý vị thân mến, đây là chị hai của Tuấn Vĩ, là từ ở ngoài Nghệ An đó để vô tham dự với chương trình. Còn đây là, thưa quý vị cũng biết rồi, đây là em Út sầu riêng. Xin cảm ơn sự hiện diện. Rồi đi vô đi chị. Xin mời ha. Dạ. Chào chị. Dạ, chào chị ha. Dạ, chào chị. Dạ, xin mời chị vô trong ha. Dạ, chị đi phía trước này đi chị. Dạ. Dạ, chào hai chị. Dạ, hôm nay ai cũng đẹp, ai cũng xinh hết trơn à. Dạ. Dạ, chào anh. Dạ, mời anh ha. Dạ, chào, xin chào. Vô trong. Dạ, chào anh. Dạ, chào anh. Dạ, chúc sức khỏe anh. Rồi, xin mời ha. Rồi, chị Linh. Rồi, đứng đây cho em ơi, xin giới thiệu chút xíu. Thưa quý vị, đây là chị Linh làm cơ khí. Thì trong thời gian qua thì như quý vị cũng biết là chị Linh cơ khí là một trong những nhân vật mà được cộng đồng yêu mến rất là nhiều. Và hôm nay thì Tuấn Vĩ rất là vui khi được sự có mặt của chị. Và chị đã dành thời gian cho chương trình chị ha. Rất là cảm ơn sự hiện diện của chị nha. Rồi chị mời chị vô trong ha. Rồi xin chào. Dạ. Rồi. Cẩn thận. Dạ, xin chào em ha. Đây là em Loan. Đây là em Loan đến từ Bến Tre. Rồi mời em nha. Rồi chào ha. Dạ, bạn có Loan ha. Dạ, xin chào. Chào chị và chào em ha. Em Bích ha. Rồi xin chào. Rồi xin mời. Chào anh. Rất vui được sự hiện diện của anh hôm nay. Dạ. Chào em Cường ha. Ồ, em Cường từ ngoài Phan Thiết vô đó. Xa xôi như vậy mà cũng đến với chương trình, rất là cảm ơn em rất là nhiều. Dạ, xin mời ha. Dạ, chào anh. Dạ, chào anh. Dạ, vô đi anh. Dạ, chào anh nha. Dạ, vô đi anh. Dạ, rất vui được cái sự hiện diện của anh chị cô chú. Dạ, ok, vô đi anh. Dạ, vô đi anh ha. Dạ, chào chị. Dạ. Thưa quý vị, còn đây chị giới thiệu về mình một chút xíu là chị Lan ha. Chị Lan đến từ Cần Thơ ha. Dạ. Đây cũng là một cái nhân vật mà trong thời gian qua đã được nhiều cô chú anh chị đã rất là quý mến. Rồi xin mời chị nha. Dạ, chị Thanh Thi. Chị chào chị Thanh Thi. Dạ, chị đến. Dạ. Dạ, ok chị. Rồi mời chị nha. Dạ, mời chị vào trong chị ha. Dạ dạ. Rồi chị Nhung. Thưa quý vị, đây là chị Nhung đến từ Hồng Ngự, một trong những nhân vật mà trong thời gian qua cũng được nhiều người yêu mến. Rồi xin mời chị Nhung vào trong ha chị ha. Dạ. Dạ, chào chị. Ồ, cẩn thận nha. Chị Ngà ha, đúng không? Dạ, mời chị Ngà. Rất vui được chào đón chị. Bạn hiền của tôi.
Thưa quý vị, đây là bản chế kha của Tuấn Vĩ. Thì trong thời gian qua thì quý vị cũng đã được xem chế kha và Tuấn Vĩ hát một số ca khúc. Điển hình là giống như ca khúc vừa rồi là một ca khúc 9 tháng quân trường. Rất là vui được cái sự hiện diện của bạn hôm nay. Và đây là con gái của bạn Kha ha. Rồi mời bạn vô trong ha. Rồi nghỉ ngơi chuẩn bị hát nha. Hát nhiều vô nha. Chào Phương Nguyên nha. Anh mời hai em tới nay để dự chương trình Kết nối yêu thương. Dạ. Em rất là vui để cho em Hồng Nguyên và em để kết nối anh lâu dài hơn. Dạ. Dạ. Thưa quý vị, đây là em Phương Nguyên, gọi là người mẫu nữ hoàng Phương Nguyên. Hôm nay cũng có mặt, rất là vui được chào đón em ha. Và đây là người bạn của Nguyên ha. Rồi, chào em nha. Rồi, mời hai em vô trong nha. Dạ, dạ. Rồi. Có tặng bông ha. Ồ, vậy ha. Ồ, dạ, dạ. Xin cảm ơn. Vậy là đây là tặng cho Phương Nguyên, người mẫu Phương Nguyên. Dạ, ồ, vậy là... thưa quý vị, là Tuấn Vĩ đã kết nối trong group. Tuấn Vĩ kết nối trong group nên là các anh đây đã quý mến nhau. Cho nên là hôm nay biết sự hiện diện nên là cũng đã có những bó bông để tặng cho người mẫu, cũng là tặng người đẹp của mình. Rất cảm ơn anh Út rất là nhiều. Rồi, thưa quý vị, đây là anh Út đến từ Long An. Rồi, Phương Nguyên đây ha, nữ hoàng Phương Nguyên. Rồi. Rồi vậy mời các anh chị vô trong nha. Rồi chúng ta sẽ cùng giao lưu và gặp gỡ ha. Xin mời. Dạ, dạ. Xin chào nha. Xin chào các vị khách quý. Thưa quý vị, Tuấn Vĩ cũng rất là vui khi được chào đón các anh chị đến từ các tỉnh thành. Và đây là người bạn của Thủy ha. Dạ. Rồi em Thủy xích qua đây để anh xin giới thiệu em Thủy về em Thủy chút xíu ha. Dạ. Em Thủy xích vô đây. Rồi. Thưa quý vị, đây là nhân vật em Thủy mà trong thời gian qua đó thì cũng rất là nhiều người biết đến qua một cái sự mà may mắn trong cái việc kết nối. Thì trước đây đó thì em Thủy, khi mà em Thủy đến với chương trình thì em cũng bày tỏ giống như bao nhiêu người khác. Nhưng hôm nay thì em cũng rất là may mắn khi kiếm được một ý trung nhân rất là vừa ý. Và bên cạnh đó thì cũng đã được người yêu của mình là lo lắng rất là chu đáo. Và cũng đã gọi là về cái... gọi là anh rất là có tài. Anh đó rất có tài, vừa là tài tình vừa là tài chánh. Thưa quý vị, rất là chúc mừng em ha. Dạ, rồi ok, mời em vô trong nha. Dạ, rồi mời hai em ha. Dạ, chào các vị khách nha. Dạ, dạ xin chào. Dạ, chào anh. Dạ, anh vô trong ha. Thưa quý vị, là các vị khách đến từ xa xôi rất là quý. Ô, em Trang. Rồi, xin chào em nha. Thưa quý vị, đây là em Trang. Em Trang thì đến từ Gia Lai. Em thì đến từ nơi xa xôi. Nhưng mà hôm nay em cũng bỏ thời gian, dành thời gian đến với chương trình. Thì trước mắt thì em cũng có tin vui. Nhưng mà cái tin vui đó thì là chắc là Tuấn Vĩ sẽ công bố sau ha. Bởi vì nó hơi dài em ha. Rất là chúc mừng em nha. Rồi ok, vô trong đi em. Chào chị. Đây, nhân vật này đây. Nhân vật mà Tuấn Vĩ xin giới thiệu thêm chút xíu. Rồi em Châu đứng vô đây đi. Để sẵn Tuấn Vĩ giới thiệu luôn. Thưa quý vị, đây là chị Dung, là một nhân vật mà trong thời gian qua thì thật sự mà nói là đối với cá nhân Tuấn Vĩ đó thì Tuấn Vĩ rất là tri ân và biết ơn chị Dung rất là nhiều. Thứ nhất á, là khi chị đến với chương trình thì chị cũng bày tỏ lên cái quan điểm cũng như là cái lòng tương thân tương ái và dành cái tình thương đến cho những cái gia đình khó khăn. Trong cái mùa dịch đó thì trong cái lúc mà dịch bệnh đó thì chị Dung cũng có hỗ trợ 100 triệu cho những mảnh đời khó khăn và phát gạo. Thì Tuấn Vĩ rất là tri ân về chị cái điều đó. Em rất là cảm ơn chị nhiều ha. Và chị Dung á, thì có một cái biệt danh mà Tuấn Vĩ đề ở trên kênh á, là chị Dung tự đẻ. Bởi vì cá nhân chị thì trước đây thì có những cái giai đoạn chị khó khăn lắm, nên là chị tự sinh em bé. Có nghĩa là chị tự sinh và tự cắt rốn luôn. Thì thật sự là cái video đó thì nó đang còn nằm ở đó, nên là bây giờ nói thì nó hơi dài, nên là Tuấn Vĩ cũng không có thời gian để bày tỏ về điều đó nhiều. Nhưng mà chị đã vượt qua được cái thời điểm đó, mà bây giờ chị trong cái gọi là trong cái cuộc sống gọi là ổn định như vậy, và mọi việc nó đến với chị như vậy. Em thật sự là em chúc mừng chị ha. Chị cảm ơn. Dạ, và hôm nay chị cũng tấm lòng của chị. Chị muốn gửi quỹ độc thân. Ồ. Dạ. 30 triệu. Vậy hả chị? Dạ, thôi được rồi. Vậy thì cái này thì
nếu mà gọi là gửi vào cái quỹ thì em cũng không biết nói sao hơn. Bây giờ nói như em có thông báo trên group á, là những người đến tham dự chương trình thì gọi là đến có mặt ở đây là em phải nói là em rất là vui rồi. Còn cái việc gọi là cái này, cái tấm lòng của chị mà để làm quỹ đó thì em sẽ chi vào những cái việc mà có ích cho chương trình cũng như là có ích cho mọi người. Ví dụ như chẳng hạn có những cặp đôi nào đó mà khó khăn quá, ví dụ như là đám cưới hoặc là này kia, hoặc là trong những cái việc mà thử ADN có nhiều cái chương trình mà có nhiều gia đình khó khăn đó, thì em sẽ trích cái số tiền này ra, hoặc là những em sẽ sử dụng vào cái việc có ích để không phụ lòng với mọi người chị ha. Chị dạ. Muốn là chị chia sẻ khi có thể rồi dạ. Chị cái tình thương mình cho đi khi còn thời gian dạ. Còn dạ, thôi được rồi, cái này em sẽ phỏng vấn và trò chuyện với chị sau ha. Trước mắt là em rất là cảm ơn chị về cái điều này ha. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Rồi, dạ, cảm ơn chị. Rồi mời chị và em Châu vào nha. Rồi con ơi, con đưa cái này cho mẹ dùm ba này nha. Con cất đi, rồi con đưa cho mẹ. Thưa quý vị, đây là hai vị khách đặc biệt. Dạ, hai mẹ qua đây con giới thiệu một xíu. Thưa quý vị, đây là mẹ vợ, tức là mẹ của bà xã Tuấn Vĩ, tức là mẹ của võ Hoàng đó. Thì hôm nay cũng hiện diện, không biết nói gì hơn là chúc sức khỏe mẹ nha. Còn đây là, thưa quý vị, đây là mẹ ruột của Tuấn Vĩ, tức là người sinh ra Tuấn Vĩ. Mời hai mẹ vô trong ha. Dạ, rồi, dạ, cảm ơn. Dạ, xin mời. Chào hai chị ha. Hai chị. Thưa quý vị, đây là như chúng ta cũng đã được xem trên kênh trong những ngày qua thì hai mẹ con rất là dễ thương trở về từ Pháp, và đây là em Út, còn đây là chị Hương ha. Dạ, rất là vui được chào đón chị Hương và chào đón em Út ha. Mời chị Hương và em Út vào trong rồi chúng ta sẽ trò chuyện sau ha. Dạ, xin mời. Chào anh Dương. Dạ, dạ. Rất vinh dự được dự họp hôm nay. Kính chào cô chú chị em trong đồng mạng, trong nước và ngoài nước được dồi dào sức khỏe. Dạ, dạ, ok, rồi cảm ơn anh nhiều. Mong em nhân cái này ra 3 tháng lần nhiều nhé. Dạ, rồi chúng ta vào trong tạm thời ha. Ai đây vậy? Rồi, mời em vô trong. Thưa quý vị, cái này thì chắc không phải giới thiệu nữa. Còn đây á, là em dâu tức là vợ của đứa em kề Tuấn Vĩ. Rồi, mời hai vị khách quý vô trong nha. Còn thưa quý vị, đây là chị ba. Tức là chị ba này đó là cùng một mẹ đẻ ra, tức là chị đẻ chị ba này trước rồi mới đẻ Tuấn Vĩ ra sau. Đây là chị Hằng, xin mời chị ba Hằng vô trong nha. Rồi anh Sáng, anh Sáng. Chúc mừng anh dạ. Vĩ, chúc mừng nhóm rồi. Dạ, thưa quý vị, đây thì chắc là khỏi phải giới thiệu nữa, là anh Sáng thì thường hoạt động trên kênh của Tuấn Vĩ rất là nhiều, dạ. Nên là anh Sáng đến từ Bình Dương. Và rất là cảm ơn anh Sáng đã có một cái lẵng hoa rất là đẹp trong dạ. Ngày hôm nay nha. Dạ, dạ. Rồi mời anh ha. Dạ. Rồi mời anh vô trong nha. Dạ. Thưa quý vị, còn đây á là em ruột của Tuấn Vĩ, tức là ba mẹ thì sinh ra được 7 người con, thì Tuấn Vĩ là thứ tư, còn đây là thứ năm, gọi là năm đó. Rồi mời năm vô trong nha. Đây, đây là con cháu trong gia đình. Rồi xin mời nghe. Rồi mấy đứa đi khung khung trước nữa. Wow, xin chào nhân vật quan trọng. Thưa quý vị, đây là em Phượng Kiều. Như quý vị cũng biết là trong thời gian mà Tuấn Vĩ và Phượng Kiều trước đây thì cũng đã đi làm thiện nguyện cùng nhau rất là nhiều. Bên cạnh đó đó thì nhiều người còn thấy hai anh em thân nhau, rồi còn có nhiều người hiểu lầm nữa, phải không cha nội? Rất là vui khi được có cái sự hiện diện của em hôm nay nha. Dạ, mời dạ. Em ha, mời dạ. Em vô trong nha. Rồi chào chào chị ha. Thưa quý vị thân mến, chị Thủy ha, em nhớ không lầm là chị Thủy đúng không? Thưa quý vị, đây là chị Thủy đến từ thành phố Hồ Chí Minh, và trong thời gian qua thì cũng có kết nối trên kênh của Tuấn Vĩ. Thật sự mà nói là đôi khi Tuấn Vĩ nghĩ là tại sao một người xinh đẹp như vậy mà kết nối cả năm rồi mà không chưa có ai mà rước hết trơn, nên là thấy cũng để em cái cọng tóc này nha, không có ý gì nha, em thấy cái cọng tóc nó ấy em vuốt cho chị thôi. Thấy rất là dễ thương như vậy mà chưa có ai nè quý vị. Rồi Tuấn Vĩ sẽ giới thiệu về chị sau và đưa cái mã số của chị lên sau ha. Mời chị ha, rất là vui được sự hiện diện của chị nha. Rồi trời ơi em gái. Thưa quý vị, làm câu đi, làm câu trước đi. Em ơi tháng 7 mưa ngâu hả?
Thưa quý vị thân mến, đây là em Thủy. Thì là chắc là quý vị cũng biết là em Thủy thì thứ nhất là em trước đây là cũng đến tham dự với chương trình là thứ nhất nè. Thứ hai ngoài ra nữa thì em cũng có tham gia rất là nhiều lần mà khi đến với chương trình của Tuấn Vĩ. Thì hôm nay Tuấn Vĩ cũng rất là vui khi được chào đón em nha. Em cũng giống như là một em gái trong gia đình. Và sắp tới đây nữa thì anh em cũng sẽ có một số tiết mục văn nghệ này kia gửi đến cho cô chú anh chị. Mời em vô trong ha, để nắng em ha. Dạ. Rồi chào anh, dạ chào anh ha. Anh là đến từ Cà Mau ha, Cà Mau xa xôi. Anh Tiến đúng không? Dạ, rất là vui được chào đón anh Tiến ha. Rồi mời anh Tiến vô trong để nắng rồi, anh Tiến ha. Dạ. Nhân rộng cái mô này. Dạ đúng rồi. Dạ ok anh. Rồi cảm ơn anh Tiến. Dạ cảm ơn bạn hiền của tôi. Rồi cảm ơn, chào em nha, chào em Điền ha. Khỏe vậy ha. Rồi khỏe. Thưa quý vị thân mến, còn đây đó là bạn Tuấn Dũng. Bạn Tuấn Dũng đến từ Tri Tôn, An Giang. Thì trong thời gian qua thì anh em thì cũng có quen biết nhau, tính như đến thời điểm này chắc là cũng trên 20 năm có. Thì hồi đó anh em có đi hát chung. Thì nay thì với cái chương trình tổ chức hội độc thân hôm nay thì Tuấn Vĩ cũng rất là vui khi có sự hiện diện của người bạn của mình. Là em là bạn, không phải em, là bạn Tuấn Dũng. Dạ. Bạn có đôi lời ha. Dạ kính thưa quý vị, thì Tuấn Dũng lời đầu tiên kính chào tất cả quý khán giả của kênh anh Tuấn Vĩ, kênh nói yêu thương. Thì Tuấn Dũng rất là vui, rất là vinh dự khi được anh Tuấn Vĩ là một người anh cũng là một người bạn. Ủa anh hả? Anh hả? Anh lớn tuổi hơn. Vậy hả? Vậy sao? Thì thật sự mà nói, khi mà Tuấn Dũng Nhu cầu Nhân Ái có được một cái kênh hôm nay thì đó là cũng nhờ vào anh Tuấn Vĩ đã cái người khởi xướng, đã động viên Tuấn Dũng để làm cái kênh YouTube đó. Thì hôm nay rất là vui khi đến để tham gia chương trình anh, và cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ thưa quý vị, thì tiếp theo đây là anh em Điền. Rất vui được chào đón em ha. Kính thưa quý vị, thì Điền Nguyễn á là cũng có một cái kênh thiện nguyện, nhưng mà cũng cái người đầu tiên mà bước chân đầu tiên vào Điền Nguyễn á thì cũng là anh Tuấn Vĩ, cũng như là cái người thầy đầu tiên của Điền á. Đó là sau này cũng có đi thêm với mấy anh em, cũng gặp anh Tuấn Dũng. Nhưng mà rất cảm ơn anh Tuấn Vĩ là như là người thầy đầu tiên vậy đó. Thưa quý vị thân mến, thì như hai bạn vừa giới thiệu đó thì là anh em cũng thứ nhất là quý mến nhau này, thương mến nhau. Thứ hai nữa là làm trong cái lĩnh vực thiện nguyện, và thưa quý vị thấy á, là cũng nên phát huy ra rộng rãi để mà giúp đỡ một số hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy cho nên là Tuấn Vĩ đã khởi xướng lên cho bạn Tuấn Dũng là lập ra một cái kênh. Thì bạn Tuấn Dũng là có lập ra cái kênh là nhịp Tuấn Dũng nhịp cầu nhân ái. Còn bên đây là em Điền, thì là em Điền đặt cho cái kênh của mình là kênh Điền Nguyễn. Cho nên là nếu cô chú anh chị nào mà yêu mến hai nhân vật này, cũng như là muốn tìm hiểu về cuộc sống của hai em, thì chúng ta hãy cùng quan tâm cũng như là đăng ký kênh cho hai em. Xin chân thành cảm ơn. Và hai em có còn muốn bày tỏ điều gì thêm nữa không? Dạ, nếu có thì tự nhiên ha. Dạ, này thì nhiều người độc thân lắm á. Bây giờ thấy anh đứng ngoài nắng này đón khách cũng có quá xá rồi. Quá xá rồi. Thấy, có gì anh em vô trong tâm sự tiếp ha. Là tụi em nói chuyện gì đó để coi ơi ai chịu nắng giỏi hơn. Dạ. Rồi chứ có gì anh em vô trong tâm sự tiếp ha. Rồi ok. Rồi xin mời ha. Rồi mời em nha. Dạ. Ai lấp ló đây? Rồi xin mời. Hơi nắng rồi, mời em qua đây. Dạ được rồi, đi qua đây đi. Dạ. Thưa quý vị, mời em đứng đây ha. Thì thưa quý vị thân mến, đây là em Thúy đến từ Vũng Tàu, còn bên đây là em Lisa. Thưa quý vị thân mến, và giờ đây thì Tuấn Vĩ rất vui được chào đón các vị khách quý là ca sĩ Giao Linh. Con chào cô. Dạ cô ơi, cô tạm thời cô đứng đây cho con xin được giới thiệu chút xíu ha. Mình đứng ở đây cho nó đỡ nắng nè cô nè. Ồ nãy giờ rồi mình cũng không biết đứng cái chỗ cậu im chút. Dạ cô ơi, cô đứng đây, chị đứng đây ha. Anh Vũ vô đây cho em giới thiệu chút xíu ha. Thì hôm nay Tuấn Vĩ rất là vui khi được sự chào đón người mẹ nuôi của mình, đó là ca sĩ Giao Linh và ca sĩ Quế Nương và ca sĩ Linh Vũ đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. Và thưa cô, nãy giờ thì con nói không à, cô chưa nói. Nên là thưa quý vị, giờ đây thì Tuấn Vĩ cũng mở lời cho cô có đôi lời gửi đến cô chú anh chị và có lời chào đến quý vị khán giả trong buổi trưa hôm nay. Mời cô ha. Giao Linh xin được kính chào quý khán giả thân mến. Thứ nhất nữa là chào con. Dạ. Hôm nay có được cái buổi họp mặt như thế này thì cô rất là cảm ơn con. Thứ nhất là con đã làm cho cô hãnh diện về con rất là nhiều. Con làm cái chương trình mà kết nối yêu thương này
đó là một cái điều rất là hay. Cô là ủng hộ con hết lòng. Nếu mà mình có duyên có nợ, có may mắn thì mình đi bước tiếp. Còn không thì mình vẫn là những người bạn. Trải nghiệm. Đó, mình có trải nghiệm là mình có những người bạn. Mà những người bạn đó là họ là hết lòng đó con, họ chân thành lắm đó. Thành ra cô cầu chúc cho chương trình của con luôn luôn gặp một mọi sự may mắn, bình yên. Và lúc nào cũng có những cái người mà bạn đồng hành của con. Đi hết lòng với con trên quãng đường nhà con đang bước. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Thưa cô, sợ đứng lâu cô mỏi chân nên là tạm thời cô cứ vô trước để con phỏng vấn chị Quế Nương chút xíu. Rồi cô vô trong. Anh Kỳ ơi, em ơi, em dẫn cô vô ha. Chào chị. Thưa quý vị, trước màn hình chúng ta là ca sĩ Quế Nương. Thì nay em rất là vui khi mà chị đã cho chương trình của em và cũng như là nhận lời đến tham dự với chương trình. Chắc là chị cũng có đôi lời gửi tới khán giả cũng như là gửi lời chào đến cô chú anh chị ha. Lời nói đầu tiên với Đương xin trân trọng kính chào quý vị khán giả khắp nơi. Phải nói rằng không ngờ ngày hôm nay Vĩ đứng ở một cái vị trí như thế này và để kết nối tất cả những kết nối yêu thương ha. Kết nối yêu thương chị. Có những cái mảnh tình mảnh đời nó không được may mắn thì Vĩ sẽ là người mang đến cái cơ hội, cái may mắn để cho tất cả những bạn trai, bạn gái bất cứ ở lứa tuổi nào cũng sẽ tìm cho mình một cái hạnh phúc, cái một nửa còn lại của mình. Và Đương hy vọng rằng cái chương trình này sẽ được nhân rộng ra, sẽ được lớn mạnh hơn để mỗi một con người đi tìm cái hạnh phúc còn sót lại của mình mà bấy lâu nay trước khi hoặc trước đó họ đã bị đau khổ, gãy đổ hoặc là vân vân vì lý do gì đó họ chưa có đến một cái duyên. Nhưng Vĩ đã làm một chương trình vô cùng có ý nghĩa và rất có ích cho xã hội nữa. Mà cái giá trị nhân văn nó rất là cao hả Vĩ ha. Chỉ mong rằng là Vĩ sẽ làm một cái chương trình này nhân rộng ra nữa và mọi người sẽ luôn luôn sẽ ủng hộ. Không phải riêng bản thân chị, riêng ca sĩ như nhau đâu mà tất cả những người đang đang tìm một nửa của mình. Thưa quý vị, rất là cảm ơn lời chia sẻ của chị Nương rất là nhiều. Và dường như là chị Nương cũng đang độc thân đúng không? Nhưng mà cái chuyện đó mình tính sau ha. Rồi bây giờ vậy thì mời chị vào trong để nắng ha. Vào kiếm chỗ ngồi rồi em trò chuyện với anh Vũ chút xíu ha chị ha. Rồi anh Vũ đứng bên đây đi. Bên đây mới hợp phong thủy nè. Thưa quý vị, đây là ca sĩ Linh Vũ trở về từ hải ngoại. Thì anh Vũ ở Mỹ anh ha. Thưa quý vị, thì anh em thì có liên lạc với nhau và trò chuyện với nhau cũng cả 5-7 năm trời. Bởi vì là có một cái mối liên hệ mật thiết đó là Tuấn Vĩ thì con nuôi của ca sĩ Giao Linh thì quý vị cũng biết. Còn anh Vũ đó thì là cái người mà kề cận với ca sĩ Giao Linh rất là nhiều khi mà mỗi khi mà ca sĩ Giao Linh qua bên đó đi biểu diễn. Thì đặc biệt á, là trong những ngày mà chú Sang mất đó thì anh Vũ có động viên Tuấn Vĩ nói em yên tâm đi, bên đây có anh. Thật sự mà nói là Tuấn Vĩ cảm động với những cái câu nói đó vô cùng. Thật sự là em rất là biết ơn anh qua những cái cử chỉ cũng như là qua những cái hành động và những cái việc anh làm. Thật sự là em rất là cảm ơn. Còn hôm nay đó thì với cái sự hiện diện của anh Linh Vũ đó là một cái điều hết sức là Tuấn Vĩ rất là vinh dự. Nên là Tuấn Vĩ cũng xin cảm ơn anh đã hiện diện trong cái ngày họp mặt của Hội Độc Thân hôm nay. Và chắc là nãy giờ thì anh Vũ cũng chưa mở lời để gọi là chào đón cô chú anh chị cũng như là gửi lời chào đến cô chú. Nên là mời anh Vũ có đôi lời đến với cô chú anh chị ha, anh Vũ ha. Trước nhất là Vũ cảm ơn Vĩ đã tổ chức một cái chương trình rất là ý nghĩa, rất là dễ thương. Thì Vũ nghĩ vậy nè, người ta nói là tất cả là tùy duyên. Nhưng mà đôi khi cái duyên nó không phải tự nhiên mình nằm ở nhà cái nó tới. Đôi khi đúng không Vĩ? Mình nằm ở nhà thì chắc chắn mình sẽ không kiếm được. Thì Vĩ rất là làm một cái việc rất là tốt là tại là việc đã bắt được cái nhịp cầu. Kết hợp lại với nhau, kết hợp những trái tim. Nhiều khi đôi khi họ đang ở đâu đó mà họ chưa tìm được tới với nhau. Thì cái đó rất là tốt Vĩ. Anh nghĩ cái đó trong đạo Phật cũng là một cái phước đó Vĩ. Hy vọng là vậy. Thì còn cái gì Vĩ ở bên Mỹ đó thì cô Giao Linh cũng nhắc nhiều về Vĩ lắm. Và chú Sang cũng vậy nữa. Đây là một người học trò mà cô chú rất là thương, rất là thương. Tại vì ngoài cái chuyện ca hát thì là cái đạo đức
cái đạo đức của người nghệ sĩ. Yeah. Thì Tuấn Vĩ có điều đó, thành ra anh rất là vui và anh thấy cái sự thành công hôm nay thì anh rất là mừng cho Vĩ. Chúc em luôn luôn thành công nha. Cảm ơn anh Vũ nhiều. Rồi vậy đây là phiền anh vô trong đi ha anh ha. Rồi em còn chào đón một số khách nữa. Thưa quý vị thân mến, đây là mới đúng là vị khách cuối cùng này. Hồi nãy là vị khách Úc. Em hiểu Úc, còn cái này là vị khách cuối cùng. Rất là vui được chào đón em. Anh cũng biết rằng là em trăm công ngàn việc. Và dường như là em cũng mới ở ngoài Đà Nẵng vô, mới làm giám khảo cho một cái chương trình gì đó. Đúng rồi anh Vĩ, em mới em không có làm giám khảo, nhưng mà em ra ngoài đó tại vì cái bài của em sáng tác lấy là mở màn cái chương trình của VTV Đài Truyền Việt Nam á, là bài Cô Gái Việt Nam mới vừa xong anh Vĩ, mới vừa kê xong rồi cho nên em bay vô liền. Bay vô liền với anh. Thưa quý vị, thế này, Tuấn Vĩ xin giới thiệu một chút xíu. Đây là em Trần Tuấn Kiệt, là nhạc sĩ Trần Tuấn Kiệt. Thì trong thời gian mà khi mà trước đây á, thì là khi mà em chưa sáng tác nhiều đó, thì anh em có đi diễn chung với nhau rất là nhiều, cách đây cũng mười mấy 20 năm về trước. Thì hôm nay đó thì anh em vẫn cứ gắn bó hoài như vậy. Và hôm nay thì trong cái hội độc thân hôm nay, Tuấn Vĩ rất là vui khi được có sự chào đón, có sự hiện diện của em hôm nay. Và vậy thì em cũng có đôi lời gửi tới cô chú anh chị, gửi lời chào rồi mình đi vô phía trong em ha. Kiệt xin chào quý vị. Một lần nữa cũng xin chân thành cảm ơn về anh Tuấn Vĩ đã cho em cái cơ duyên để mà đến đây cùng với gọi là cái hội độc thân của các cô chú anh chị toàn là trai xinh gái đẹp, rất là dễ thương. Mà chắc có lẽ là chưa có bén duyên, cho nên hôm nay thì cũng mong rằng nhờ một cái dịp này mà anh Tuấn Vĩ sẽ kết nối lại, kết nối gắn kết giống như cái tên chủ đề của anh Tuấn Vĩ là Tuấn Vĩ kết nối yêu thương đó. Cái yêu thương đó nó rộng lắm quý vị. Ngoài ra cái yêu thương đó là anh Tuấn Vĩ muốn chia sẻ, muốn san sẻ, giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh cũng có, rồi những cái mảnh tình mà nó chưa được, những cái mảnh ghép á nó chưa ok thì anh Vĩ sẽ được kết nối lại. Nhiều lắm anh Vĩ làm, chẳng những vậy mà em thấy gần đây cái anh Vĩ giúp đỡ cho những cái người mà bị thất lạc đó anh Vĩ ha. Trước chiến tranh cũng có, chiến tranh rồi bị thất lạc đủ thứ hết. Thì thật sự mà nói em xúc động vô cùng là anh Vĩ đã làm được những cái chuyện đó. Anh Vĩ mừng lắm anh Vĩ ơi, là anh Vĩ giúp cho cộng đồng. Cho nên một lần nữa Kiệt cũng xin chân thành cảm ơn quý vị. Và xin quý vị hãy đến nếu có những cái ưu tư, những cái gì mà nó khó khăn trong cái tình cảm đó, nó khó nói đó, thì cứ qua anh Vĩ, cứ liên hệ đến Vĩ thì anh Vĩ sẽ hỗ trợ hết mình để giúp được nha. Cảm ơn em nhiều ha. Cảm ơn sự hiện diện của em. Rồi bây giờ mình đi vào trong ha. Mời các anh chị vào trong. Kính thưa các cô chú và các anh chị thân mến, chúng ta vừa xem qua phần 1 là phần chào hỏi cũng như là phần giới thiệu về những vị khách đến với chương trình. Trước khi đến với phần 2 thì cho phép Tuấn Vĩ xin được trải lòng một chút xíu về chương trình của mình. Thưa quý vị, họp hội độc thân là một cái việc mà Tuấn Vĩ đã suy nghĩ đến cách đây hơn một năm. Và bỗng một cái đợt dịch bệnh nó ập đến nên là Tuấn Vĩ chưa tổ chức được. Và thưa quý vị, hôm nay thì mọi việc về việc dịch bệnh nó cũng đã lắng xuống. Vì vậy cho nên là Tuấn Vĩ đã tổ chức lần thứ nhất với phương châm là mong muốn để cho những anh chị đã trước đây đến với chương trình của Tuấn Vĩ mà chưa thành công, thì để cho các anh chị, các cô chú là có dịp để gặp gỡ nhau và tìm hiểu thực tế. Cũng biết đâu được qua những buổi họp mặt như thế này thì các anh chị em sẽ gặp mặt thực tế và giao lưu được với nhau. Ngoài cái việc mà Tuấn Vĩ tạo điều kiện cho các cô chú anh chị gặp mặt thực tế như vậy, thì Tuấn Vĩ tạo lên một cái nhóm là mỗi đợt như vậy là 100 người, có nam và có nữ. Thì trong nhóm 100 người đó thì là đều là những người mà Tuấn Vĩ đã ghi nhận trước đây. Vì vậy cho nên là các cô chú và các anh chị rất là tự nhiên để được làm quen với nhau trong cái group đó, trong cái nhóm mà Tuấn Vĩ tạo lên nhóm trong Zalo đó quý vị. Nên là Tuấn Vĩ cũng rất là bất ngờ khi tạo lên một cái nhóm như vậy thì các anh chị đã tự động là tìm đến nhau, cũng như là thăm hỏi nhau và giao lưu, cũng như là đã xin được kết bạn với nhau. Và trong buổi trưa hôm nay cũng có những anh chị đã làm bạn được với nhau qua cái group Tuấn Vĩ tạo trên Zalo đó. Và Tuấn Vĩ thấy những vị khách
cũng ôm theo những bó hoa để tặng riêng cho một số người mà mình yêu mến. Thưa quý vị, trước khi mà đến với phần 2 chương trình thì mời các cô chú và các anh chị chúng ta tạm thời là chúng ta sẽ vừa xem phần 1 thì phần 2 Tuấn Vĩ sẽ cập nhật trong những ngày tiếp theo. Và thưa quý vị, lý do Tuấn Vĩ không thông báo lên kênh trước khi mà Tuấn Vĩ tổ chức là Tuấn Vĩ muốn kiểm soát thật tốt những vị khách đến với chương trình hôm nay. Tuấn Vĩ cũng rất là e ngại rằng khi mà mình thông báo lên trên kênh một cách là không kiểm soát được thì đôi khi những vị khách đến là bao nhiêu khách, rồi mình phải đặt bao nhiêu bàn, rồi những lượng khách đó là những ai thì mình không có kiểm soát được và để mà tiếp đón cho nó chu đáo. Vì lẽ đó mà Tuấn Vĩ sẽ chia ra nhiều đợt, và đây là đợt đầu tiên mà Tuấn Vĩ tổ chức, nên là cũng hy vọng cứ một vài tháng hoặc là với điều kiện thời gian cho phép và thời gian phù hợp thì Tuấn Vĩ sẽ tổ chức những đợt tiếp theo. Và thưa quý vị, rất là cảm ơn sự quan tâm và chia sẻ cũng như là quan tâm của cô chú anh chị đối với kênh của Tuấn Vĩ Kính Hơi Thương. Thì như chúng ta cũng biết đó, là để tổ chức lên được một cái chương trình như vậy thì Tuấn Vĩ phải chuẩn bị trước là hơn một tháng. Thì nay thì mọi việc nó cũng đã ổn, nên là rất là vui khi được chào đón sự quan tâm và sự hưởng ứng của quý vị. Mời các cô chú và các anh chị chúng ta sẽ xem ở phần 2. Phần 2 thì rất là hấp dẫn nha quý vị. Phần 2 là phần các ca sĩ như là ca sĩ Giao Linh, ca sĩ Linh Vũ, ca sĩ Chế Kha, ca sĩ Quế Nương, ca sĩ Trần Tuấn Kiệt và em Tuấn Dũng, cũng như là với sự góp mặt của người mẫu Phương Nguyên, cũng như là Tuấn Vĩ cũng góp một số ca khúc để gửi tới cho cô chú anh chị. Và mời cô chú anh chị chúng ta cùng xem ở phần 2 chương trình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong phần 2. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Nếu ai chưa đăng ký kênh, mong quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký để theo dõi những video mới. Xin chân thành cảm ơn và xin được chào tạm biệt.